Xin chào tất cả anh chị đã quay trở lại với đầu tư tiền điện tử Elephone đây. Thì ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về sàn giao dịch BTSE ha anh chị ha. Thì trong cái video này nếu như anh chị đang xem thì anh chị hãy lưu ý một tí nha. Ở trong giữa và cuối video này em sẽ hướng dẫn cho anh chị thêm về cái cách làm sao để chúng ta có thêm phần thưởng khi nạp tiền vào sàn BTSE này nha anh chị nhé. Và mỗi người sẽ có cơ hội nhận được là 20 đô. Anh chị lưu ý ở đây là 20 đô nha anh chị. Và chỉ có tối đa là 200 người gọi như là đăng ký và làm dưới cái hướng dẫn của tụi em á, thì sẽ nhận được cái phần quà đó. Thì trước mắt chúng ta hãy đi tìm hiểu về cái sàn giao dịch BTSE này trước khi chúng ta nói đến cái phần thưởng ha. Thì về sàn giao dịch BTSE thì như anh chị thấy rằng là sàn thứ nhất là cũng đã lâu đời rồi, từ 2018 rồi nha anh chị nhé. Thì họ cung cấp cũng khá là nhiều những cái dịch vụ và những cái sản phẩm ở trên sàn giao dịch này. Và nhìn sơ qua cơ bản thì đều là những cái ứng dụng khá là cơ bản thôi anh chị. Anh chị có thể là đầu tư spot holding ha, hoặc là anh chị có thể là đánh future, nó hoàn toàn có những cái tính năng đó. Thì ở đây chúng ta có thể là xem qua một tí về spot đi, để xem những cái ứng dụng như thế này thì anh chị thấy được rằng cái màu sắc, cái USUI và cái tốc độ phản hồi của sàn lại đối với user của em hiện tại đi, để em thấy được rằng là cái tốc độ phản hồi rất là nhanh ha. Và đối với những cái cặp giao dịch thì anh chị có thể thấy rằng là họ có rất là nhiều cặp giao dịch khác nhau, kể cả là trên USDT hay là USD, USDC, Bitcoin, rất là nhiều cặp khác nhau ha. Ở đây anh chị có thể tìm ở đây, anh chị có thể thoải mái và tìm những cái cặp giao dịch mình mong muốn. Và kèm theo đó future thì như thế nào anh chị? Future thì anh chị thấy được là đòn bẩy lên tới là 100 x ha anh chị ha, đòn bẩy là có thể lên tới 100 x, thì họ cũng sẽ có cái tính năng là cross và cũng như là isolated nha anh chị nha, để chỉ có thể tùy chỉnh cái mức độ đòn bẩy của mình mong muốn đó. Và đối với những cái giao diện này thì anh chị thấy rất là hết sức đơn giản và cơ bản, và kể cả là người mới thì chúng ta cũng có thể là sử dụng nó một cách là dễ nhất đó. Và họ cũng có những cái liên quan như là bot copy trading đó, thì anh chị có thể tạo ra những con bot và khi nó trade thì anh chị có thể copy theo. Và những cái combo ở đây có những cái phần trăm khá là tốt và cũng như là có những phần trăm cũng không tốt. Thì khi mà anh chị muốn sử dụng cái tính năng này thì anh chị cũng lưu ý rằng là bot thì nó sẽ có rủi ro ha, nó chỉ được lập trình ra là làm A, làm B, làm C thôi, cho nên là khi có những tình huống bất khả kháng thì nó vẫn có thể là mang lại rủi ro, thì anh chị cũng phải cân nhắc thật là kỹ trước khi chúng ta sử dụng cái con bot này ha. Và những tính năng cơ bản đó thì chúng ta còn có tính năng nữa là earn. Đây cũng là một tính năng mà em thấy được rằng là khá là tốt, thì họ cũng có những cái đồng khác nhau và những cái mức APY khác nhau ha chị ha, 27%, 23%, 18%, rất là nhiều. Kể cả là anh chị gửi tiết kiệm flexible ha, anh chị có thể là rút bất cứ lúc nào, thì USDT cũng đang có cái mức khá là tốt là 7%, và cũng như là những cái mặt đồng khác như là USDC 6.5, FUSD, USD 6.5%, nói chung là có rất là nhiều ở đây. Và cũng như là những cái gửi cố định theo thời hạn á, ví dụ chúng ta có 7 ngày nè, 14 ngày nè, 30 ngày nè, 60 nè, 90, rất là nhiều ha. Và những cái phần trăm thì nó cũng khá là cao, thì anh chị cũng có thể là lựa chọn đây là một cái tính năng để mà chúng ta có thể là earn thêm tiền khi mà gửi tiền gọi như là cố định theo thời hạn ha. Đó, phần trăm khá là tốt. Và ở đây chúng ta còn có một cái mục nữa là cho vay, có nghĩa là anh chị sẽ cho vay những cái đồng khác nhau như là HKD, USD đó. Thì những cái lựa chọn cho vay này thì cũng sẽ mang lại lợi nhuận cho anh chị, và cũng như là cái tài sản của anh chị sẽ được đảm bảo là nó an toàn đối với BTSE ha. Khi anh chị cho vay hay anh chị gửi tiết kiệm thì nó đều được bảo mật an toàn hết ở trên BTSE, cho nên là anh chị cũng có thể là an tâm một phần nào khi chúng ta sử dụng sàn giao dịch này ha. Thì đó là những cái tính năng cơ bản mà hiện tại BTSE đang có để người dùng có thể là xài. Thì em thấy được rằng á, thì em thấy được rằng là nó càng cơ bản, nó càng đơn giản thì nó càng đáp ứng nhanh được những cái nhu cầu của những người dùng mới, và thậm chí là người dùng cũ thì cũng có thể là dễ dàng sử dụng được. Và ở trong thời điểm hiện tại ha, ở trong thời điểm hiện tại chúng ta có một cái tin rất là hay anh chị, đó chính là BTSE đang có sự tích hợp với lại TomoChain. Và TomoChain là một cái dự án thì chắc anh chị cũng đã biết rồi, đây là một dự án cũng khá là tiềm năng ở trong cái thị trường crypto này. Họ làm khá là lâu rồi và bây giờ cũng như là họ đang có những cái bước tiến nó xa hơn ha. Và đây là những bước tiến rất là tốt khi mà họ kết hợp với lại BTSE. Thì đối với sàn giao dịch BTSE này, khi mà họ kết hợp với TomoChain để làm cái gì anh chị? Thứ nhất là nó sẽ tạo ra thêm những cái sự cộng sinh khác nhau ở trên sàn, một cái sàn giao dịch tập trung nhưng mà lại tích hợp thêm những cái chuỗi phi tập trung vào trong đó. Và đương nhiên là sẽ có sự góp mặt của Coin98, C98, cái ví C98 anh chị, để cho cái nền tảng này có thể là lưu thông tiền tệ nó dễ dàng và nhanh chóng hơn. Và đối với cái sự lựa chọn TomoChain ha, đối với sự lựa chọn TomoChain ở đây thì tại sao họ không chọn rất là nhiều những cái mạng lưới khác ngoài kia mà lại họ lại chọn một cái nền tảng blockchain ở Việt Nam mình để làm gì? Thì đầu tiên TomoChain á, họ hỗ trợ
cái tốc độ giao dịch nha anh chị rất là cao. Anh chị theo tìm hiểu là tới 2000 TPS, rất là cao luôn, và cái thời gian block chỉ trong vòng là 2 giây, và gần như là khi anh chị nhấn chuyển một phát là nó đã tới rồi ha. Cho nên là nó cũng sẽ hỗ trợ cho BTSE sàn giao dịch có những cái user khi mà họ muốn nạp rút nó nhanh hơn đó, và cũng như là anh chị có thể là nạp rút thông qua con 98 C98, cái ví mà Việt Nam chúng ta anh em xài cũng khá là nhiều ha. Và đối với cái tốc độ cao như vậy thì chi phí như thế nào? Cái chi phí nó cũng là một cái điều quan trọng, bởi vì là sàn phải lựa ra những cái mạng này có cái mức chi phí nó ổn định nhất và nó rẻ nhất. Thì đối với TomoChain hiện nay thì cái chi phí dưới $1 ha anh chị ha, chi phí dưới $1 và nó rất là rẻ, gần như là miễn phí rồi đó. So với những cái mạng khác như Ethereum mà anh chị chuyển một phát thì mấy chục đô đúng không anh chị, hàng trăm đô cũng có, tùy theo cái khối lượng anh chị chuyển và cũng như là tùy theo cái thời gian mà lúc đó ở cái lượng người đang giao dịch như thế nào nữa, thì nó cũng sẽ tăng cái phí ga lên rất là cao đó. Và vì vậy TomoChain họ làm được điều này thì đây là một cái điều rất là tốt dành cho BTSE anh chị ha. Thì giờ chúng ta cũng sẽ không lòng vòng nữa anh chị, chúng ta đã tìm hiểu qua sàn BTSE về TomoChain, họ đang có những cái sự kết hợp như thế nào và nó cho chúng ta thấy rằng là rất là hoàn hảo. Và trong ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau nói đến những cái phần quà mà anh chị có thể là kiếm được ở trong những cái sự kiện khi mà TomoChain đang kết hợp với lại nhà BTSE nha chị nhá. Thì chương trình đầu tiên đó chính là cái chương trình triển khai chương trình khuyến mãi thưởng Tomo, và anh chị sẽ có cơ hội để nhận được phần thưởng là 1:1 khi anh chị nạp Tomo lên sàn BTSE nha chị ha. Và cái cách để anh chị có thể là nạp và nhận phần quà thì như thế nào? Thì ở đây anh chị thấy rằng là TomoChain đang được hỗ trợ ở trên ví của Con98. Thì anh chị có thể là đeo một cái ví ở trên điện thoại của mình nếu như anh chị chưa có ví Con98 ha. Em sẽ để cái đường dẫn ở dưới phần mô tả này để anh chị có thể là dễ dàng tiếp cận và tải hơn. Và ngoài ra anh chị có thể là nạp Tomo ha, anh chị có thể là mua ở sàn giao dịch này cũng được. Anh chị nạp Tomo vào trong cái ví Con98 đó ha, hãy nạp Tomo vào. Và khi anh chị nạp thì anh chị cũng lưu ý rằng cái khối lượng nạp của anh chị chỉ là 20 đô trị giá của Tomo thôi. Có nghĩa là nạp tối đa là 20 đô trị giá của Tomo, và sau đó thì anh chị sẽ nhận được cái chương trình khuyến mãi là 1-to-1. Có nghĩa là anh chị nạp 20 đô, anh chị sẽ nhận được 20 đô giá trị token tính bằng Tomo luôn ha anh chị ha. Tối đa là 20 đô. Đó thì nó sẽ có sự chênh lệch bởi giá cả, bởi vì là Tomo lên xuống giá thì cái giá trị phần thưởng nó cũng sẽ có sự chênh lệch giá, nhưng mà cái tổng giá trị của mỗi phần thưởng là lên tới là 20 đô, và nó chỉ dành cho 200 người dùng đầu tiên khi đăng ký dưới tài khoản của tụi em và sau đó vào cái sàn giao dịch BTSE để có thể là nạp tiền từ ví C98 qua ở trên BTSE ha. Và cái thời gian á thì nó chỉ có là từ ngày 1 tháng 9 cho đến hết ngày 6 tháng 9 thôi, cho nên là anh chị cố gắng để coi như là hoàn thành sớm nhất có thể và nhận được cái phần thưởng rất là hấp dẫn này nha anh chị nha. 200 người đầu tiên thì anh chị có thể là nhanh chân để mà nhận được. Thì khi mà anh chị vào deposit Tomo thì anh chị sẽ thấy chúng ta sẽ có hai mạng lưới network là Tomo hoặc là ERC20. Thì anh chị lưu ý là hãy sử dụng cái mạng Tomo này ha. Đó, address nè, thì anh chị nhấn next nè. Đó, rồi ở đây thì nó sẽ bắt anh chị tạo cái ví đầu tiên đó, thì anh chị create cái address. Thì đây sẽ là cái địa chỉ mà anh chị sẽ nạp tiền vào, và cái việc rất là đơn giản của anh chị làm là copy cái này ha, và chuyển tiền từ Con98 qua cái địa chỉ ví của chúng ta ở trên BTSE này ha. 20 đô giá trị token Tomo, thì để em tính thử luôn cho anh chị cùng xem ha là giá bao nhiêu. Thì chúng ta vào market tìm cái đồng Tomo đã, để xem thử là Tomo bây giờ 20 đô thì chúng ta phải mua bao nhiêu. Với con số chính xác hiện tại Tomo đang có mức giá là 1.2 ha, và chúng ta mua khoảng là 20 đô đây, tổng ở đây ha, 20 đô đó. Thì anh chị thấy rằng là chúng ta cần phải mua khoảng là 16,6, thì anh chị cứ mua khoảng 17-18 đi anh chị nạp qua, vì là giá cả có thể là lên xuống thị trường mà anh chị đó, thì mua khoảng 17-18 đồng Tomo này, và sau đó thì anh chị chỉ việc là chuyển tiền ha, chuyển tiền qua cái địa chỉ ví mà anh chị tạo ra. Đây là cái địa chỉ ví của em, đừng có chuyển qua đây nha, chuyển qua đây là mất luôn đó chị. Cái này là địa chỉ ví của em, thì anh chị hãy chuyển vào cái địa chỉ ví của anh chị khoảng 17-18 Tomo, và sau đó họ sẽ phát thưởng cho anh chị ha. 200 người, chỉ 200 người đăng ký dưới đường dẫn của tụi em thôi, từ 1 tháng 9 cho đến là 6 tháng 9. Thì đó là chương trình đến từ sàn giao dịch BTSE ha. Thì anh chị nào nhanh tay thì có phần quà, chậm tay thì mất nha chị nha. 200 người đầu tiên sẽ nhanh hết, rất là nhanh hết thôi nha anh chị. Rồi thì cảm ơn tất cả anh chị đã xem đến hết nội dung ở trong video ngày hôm nay, và rất là hy vọng anh chị sẽ nhận được những phần quà ở trong thời gian tới. Và đương nhiên BTSE sẽ còn rất là nhiều chương trình chờ đón anh chị trong thời gian sắp tới nữa nha anh chị nhé. Rồi thì cảm ơn tất cả anh chị đã xem đến hết nội dung của video ngày hôm nay, và hẹn gặp lại tất cả anh chị ở trong những nội dung video lần sau.